Các bạn thì hôm nay là mình chuẩn bị làm món là nước rau má đậu xanh nha. Đây là đậu xanh mình nấu mềm rồi. Và đây là rau má mình đã chuẩn bị sẵn, cắt sẵn rồi. Và đây là rau má mình chuẩn bị sẵn, mình đã cắt sẵn rồi nha các bạn. Và kế tiếp là mình sẽ bỏ vào cối xay ha. Đây mình sẽ bỏ vào cối xay. Đây. Đây là nước, mình sẽ chế vô nửa nước. Đây, một nửa nước nha. Nước mình đã đun sôi để nguội rồi. Đây là nước mình đun sôi để nguội, mình bỏ vô. Đó. Bắt đầu mình xay nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho ra cái rây. Đây mình sẽ lột nó nha. À, mình sẽ cho ra cái rây để mình lột nó nha các bạn. Và bây giờ là mình xay thành nước hết rồi nha các bạn. Mình đã xay cho má ra thành nước hết rồi. Mình vớt bỏ cái bọt này đi bớt. Xong rồi mình sẽ cho. Đây, vớt cái bọt này ra bớt nha các bạn. Xong rồi mình sẽ cho đậu xanh vào. Đây các bạn cho đậu xanh vào rồi ha. Các bạn tiếp tục xay. Và trong lúc này các bạn cho đường vào luôn. Cho đường vào đây luôn. Tùy theo sở thích nha các bạn. Tùy theo các bạn thích ngọt thì cho ngọt ăn nhiều được. Còn nếu mà không thích ngọt thì cho ít được. Mình thì cho 4 muỗng đường trong một cái cối xay này. Rồi thì trong lúc này mình đã có được một ca đậu xanh, rau má đậu xanh rồi nha các bạn. Tại xay thì phải nó phải có cái bọt như vậy nha. Đây, bây giờ mình sẽ cho ra chai. Mình sẽ chuẩn bị chai.